Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông tin, hai tàu cá cùng gần 100 ngư dân Quảng Nam đang hoạt động trên biển thì bất ngờ bị sóng đánh chìm, khiến 15 người mất tích. Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ sáng ngày 17 tháng 10, tàu cá số hiệu QNA90927TS đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 420 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm. Một tàu cá khác đang hoạt động gần khu vực này đã nhanh chóng vớt được 38 thuyền viên. Được biết, tàu cá trên do ông Trần Công Trường, trú tại huyện Núi Thành làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa khẩu cảng Kỳ Hà ngày 5 tháng 10 năm 2023, hành nghề câu mực, trên tàu có 39 lao động. Trước đó, lúc 19h30 ngày 16 tháng 10, một tàu cá khác có số hiệu QNA90129TS đang hoạt động trên khu vực biển cách mũi An Hòa, tỉnh Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây về hướng Bắc Đông Bắc thì cũng bị lốc xoáy làm chìm tàu. Tàu cá gần đó đã vớt được 40 thuyền viên, hiện tại còn 14 ngư dân đang mất tích. Tàu này do ông Lương Văn Viên, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động. Sáng nay, ngày 17 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh đã ký công văn gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề nghị chỉ đạo vùng 4 Hải quân, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 và cảnh sát biển huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển. Hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đóng tại đồn cửa khẩu cảng Kỳ Hà do ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban cùng các lực lượng chỉ đạo tiếp tục xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã huy động 8 tàu đang hoạt động gần khu vực tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính 15 ngư dân mất tích. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, đến 11 giờ trưa nay, ngày 17 tháng 10, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu thêm được 2 thuyền viên của tàu QNA90129TS là Đỗ Văn Hải và Đặng Minh Vương. Sau khi đưa được 2 ngư dân lên tàu, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cấp cứu, ủ ấm cơ thể cho 2 nạn nhân. Tuy nhiên, do ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt, 2 ngư dân đã tử vong ngay sau đó. Thi thể các ngư dân được bảo quản để đợi tàu cứu hộ đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Như vậy, theo thống kê, các tàu cá hoạt động quanh khu vực chìm tàu ban đầu đã tiếp cận, cứu được 78 trên 93 thuyền viên gặp nạn. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cùng các tàu cá của ngư dân sau đó đã cứu thêm được 2 người. Đến nay, 3 người đã tử vong, còn 13 người vẫn đang mất tích, được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.